Thừa Thiên Huế, tai nạn lao động, hai người thiệt mạng khi sửa văn phòng tỉnh ủy. Chiều nay, 31 tháng 10, Công đoàn Văn phòng tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở ban ngành của tỉnh đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình hai nạn nhân bị tai nạn lao động thiệt mạng và thăm hỏi động viên những người bị thương. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Sáng nay, tại công trình sửa chữa văn phòng cơ quan tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 54 Hùng Vương, thành phố Huế, đã xảy ra tai nạn lao động. Hậu quả, ông LVD, 53 tuổi, ở xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy và bà TTT, 55 tuổi, trú tại thành phố Huế qua đời. Bà TTH, 48 tuổi, trú tại xã Thủy Tân bị thương. Theo thông tin ban đầu, sáng nay các công nhân tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đến sửa chữa một số hạng mục phòng làm việc của văn phòng tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, do bất cẩn trong xử lý công trình đã dẫn đến tai nạn lao động khiến hai người qua đời riêng một người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện trung ương huế